Bốn thói quen khi ngủ đánh cắp 5 năm tuổi thọ. Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật tự nhiên và tuổi thọ của con người là có hạn. Nhưng thực tế, con người có thể sống đến 100 tuổi, nhưng cũng có người chỉ có thể sống đến 50-60 tuổi. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những người có lối sống lành mạnh thường có tuổi thọ dài hơn. Hãy lấy giấc ngủ làm ví dụ. Nếu bạn có thói quen ngủ tốt, thì cơ thể sẽ nhanh chóng được phục hồi vào ban đêm, tuổi thọ cũng được gia tăng. Nhưng nếu có 4 thói quen sau trước khi đi ngủ, bạn đang âm thầm cắt mất ít nhất 5 năm tuổi thọ của mình. 1. Thức khuya quá 11 giờ. 11 giờ là khung giờ cực quan trọng với cơ thể, nhưng ngày càng ít người đi ngủ vào giờ này. Hãy tưởng tượng cơ thể bạn phải làm việc cả ngày, tim bơm máu khắp người, não vận hành liên tục, gan và thận thải độc cho 3 bữa ăn. Nhưng đến giờ nghỉ ngơi, chúng lại không được ngủ. Bạn càng thức khuya sau 11 giờ, khả năng phục hồi của những cơ quan này càng kém. Cụ thể là tụt giảm 10 đến 20%, tạo nên tiền đề lão hóa sớm và bệnh tật. Muốn có một cơ thể khỏe mạnh thì bạn phải bỏ ngay thói quen thức khuya, đi ngủ sớm trước 11 giờ đêm, đảm bảo ngủ đủ 7 đến 8 tiếng một ngày để cơ thể phục hồi tốt hơn. 2. Hút thuốc trước khi đi ngủ. Việc hút thuốc ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. Tuy nhiên, nếu hút thuốc trước khi đi ngủ thì tác hại còn lớn hơn nhiều lần. Việc hút thuốc trước khi đi ngủ khiến các chất độc hại trong thuốc lá có thể kích thích thần kinh hưng phấn, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Các chất độc hại này cũng có thể gây tổn thương mạch máu, dẫn đến tăng lipid trong máu, khiến máu dần trở nên nhớt theo thời gian, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ. 3. Uống rượu trước khi đi ngủ. Uống rượu trước khi đi ngủ cũng là một thói quen không tốt. Nhiều người nghĩ rằng uống rượu trước khi đi ngủ có thể giúp ngủ ngon, nhưng một số chuyên gia đã phát hiện ra rằng rượu sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Nó khiến bạn luôn trong trạng thái ngủ nông, không sâu giấc. Thậm chí, nó còn dẫn tới tình trạng ngừng thở trong thời gian ngắn. 4. Ăn khuya. Nếu bạn ăn khuya, dạ dày và ruột vẫn phải làm việc trong khi ngủ. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa, gây ra các triệu chứng như khó tiêu mà còn gây mất ngủ. Bên cạnh đó, khi mọi người ăn bữa khuya, họ thường có xu hướng chọn một số món có chỉ số calo cao như thịt nướng, gà rán, nước ngọt. Nó sẽ khiến bạn nhanh tăng cân. Trong các thực phẩm chiên rán còn có chất gây ung thư, làm tăng nguy cơ bệnh tật lên gấp đôi so với việc ăn vào ban ngày. Để đảm bảo sức khỏe, bạn nên tránh ăn trước khi đi ngủ. Đồng thời nên kiểm soát thời gian ăn tối từ 18 đến 20 giờ, tránh ăn quá no.